Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự 19 giờ 45 phút Chủ nhật ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Đài Phát thanh Truyền hình Ninh Thuận. Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn vài giờ đồng hồ nữa, năm 2023 sẽ khép lại. Chúng ta đón chào năm mới 2024. Trước thềm năm mới, thay mặt những người thực hiện chương trình, kính chúc quý vị và các bạn năm mới mạnh khỏe và gặt hái nhiều thành công mới. Chương trình thời sự cuối cùng của năm 2023 sẽ có những nội dung chính sau đây. Điểm tin cuối tuần. Điểm thành tựu phát triển kinh tế xã hội nổi bật năm 2023. Chương trình thời sự tối nay mở đầu với phần điểm tin cuối tuần. Trong tuần, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 11 tổ chức phiên họp lần thứ 34. Đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh và đồng chí Trần Minh Lực, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh chủ trì phiên họp. Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh yêu cầu Thường trực các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh và mỗi đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt các chương trình kế hoạch đề ra trong năm 2024. Trong đó, đối với công tác giám sát, cần lưu ý tập trung giám sát các vấn đề lớn liên quan đến phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Giám sát việc thực hiện các mục tiêu 5 năm theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 14. Đối với chương trình công tác của đảng đoàn, thường trực và các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh trong năm 2024, đồng chí Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị đảng đoàn Hội đồng Nhân dân tỉnh cần nghiên cứu xây dựng nghị quyết nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng Nhân dân tỉnh, các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh nghiên cứu ban hành tiêu chí đánh giá hoạt động của các đại biểu Hội đồng Nhân dân. Vừa qua, đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Trần Minh Lực, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Châu Thị Thanh Hà, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Phan Rang Tháp Chàm cùng các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tiếp xúc cử tri các địa phương. Tại buổi tiếp xúc, cử tri các địa phương kiến nghị một số vấn đề như cần giải quyết thỏa đáng việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân, có giải pháp xử lý tình trạng người dân lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh buôn bán tại một số tuyến đường chính, cần xử lý nghiêm các trường hợp xe chở quá tải gây hư hỏng hạ tầng giao thông. Đối với việc cho phép chuyển đổi từ đất nông nghiệp sang đất ở, cần thực hiện theo hiện trạng để người dân dễ thực hiện. Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh mong muốn cử tri tiếp tục chia sẻ, đồng hành cùng với sự phát triển của tỉnh. Đối với những ý kiến kiến nghị thuộc thẩm quyền của địa phương và thành phố, đề nghị địa phương tổng hợp đầy đủ và phối hợp với các ngành chức năng, đơn vị liên quan, nhanh chóng giải quyết thỏa đáng và trả lời cho cử tri trong thời gian sớm nhất. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế nông nghiệp nông thôn năm 2024. Đồng chí Trần Quốc Nam, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đến dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trần Quốc Nam, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị ngành nông nghiệp cần tập trung bám sát phương châm, đoàn kết đổi mới, sáng tạo quyết tâm để triển khai thực hiện, phải đặt vai trò quản lý nhà nước vào vị trí người nông dân, khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp để đề xuất giải pháp tháo gỡ. Trọng tâm là ứng dụng mạnh mẽ khoa học kỹ thuật vào sản xuất để tạo ra nông sản có giá trị kinh tế cao hơn. Đổi mới tăng cường chặt chẽ hơn nữa mối liên kết giữa doanh nghiệp, hợp tác xã với nông dân để tạo ra chuỗi giá trị khép kín từ sản xuất đến chế biến tiêu thụ sản phẩm. Khai thác thương mại hóa mở rộng thị trường tiêu thụ, nâng tỷ trọng xuất khẩu các sản phẩm đặc thù, sản phẩm OCOP. Vừa qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức lễ hội ẩm thực Ninh Thuận chào đón năm mới 2024. Đến dự có đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Phát biểu khai mạc lễ hội, đồng chí Nguyễn Long Biên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho biết, lễ hội ẩm thực Ninh Thuận chào đón năm mới 2024 là sự kiện đặc biệt quan trọng của tỉnh nhằm tạo không khí vui tươi phấn khởi cho người dân và du khách tận hưởng không gian vui chơi trong khoảnh khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới. Đây còn là dịp để giới thiệu các món ăn ẩm thực truyền thống đặc trưng của tỉnh Ninh Thuận, các vùng miền trong cả nước và các quốc gia trên thế giới, đồng thời tạo sức lan tỏa để quảng bá du lịch, ẩm thực Ninh Thuận, xây dựng thương hiệu ẩm thực Ninh Thuận độc đáo, giàu bản sắc văn hóa. Thưa quý vị và các bạn, năm 2023 là năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng tạo tiền đề để hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, kế hoạch 5 năm về kinh tế xã hội.
Mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức nhiều hơn dự báo, nhưng với sự đoàn kết, quyết tâm, chung sức đồng lòng và khát vọng vươn lên của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh, Ninh Thuận đã vững vàng vượt qua thử thách, tận dụng tốt thời cơ, phát huy nội lực, đẩy mạnh phát triển, tạo nên những đột phá mới. Đặc biệt, Ninh Thuận tiếp tục ghi dấu ấn với tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 9,4%, xếp thứ 9 trên 63 tỉnh thành cả nước và đứng thứ 2 trên 14 các tỉnh vùng Bắc Trung Bộ và Duyên Hải miền Trung. Những kết quả đó đã tiếp thêm động lực và niềm tin để Ninh Thuận vượt qua những khó khăn thách thức, tạo nền tảng vững chắc để hoàn thành mục tiêu của cả nhiệm kỳ. Nhân dịp đón chào năm mới 2024, mời quý vị và các bạn cùng điểm lại những kết quả ấn tượng mà tỉnh ta đạt được trong năm qua. Năm 2023 là một năm với những cột mốc quan trọng của Ninh Thuận trong tiến trình phát triển. Đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức do biến động bất lợi của tình hình kinh tế thế giới và trong nước. Nhưng với kinh nghiệm bản lĩnh cùng những giải pháp chiến lược linh hoạt sáng tạo, Ninh Thuận đã vững vàng vượt qua sóng gió để hoàn thành nhiều mục tiêu quan trọng. Bức tranh kinh tế xã hội tỉnh nhà được tô điểm với những gam màu tươi sáng. Dấu ấn quan trọng nhất mở ra nhiều không gian, động lực phát triển mới của tỉnh trong tương lai, đó là quy hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Với tầm nhìn và khát vọng, Ninh Thuận miền đất hội tụ những giá trị khác biệt. Ninh Thuận phấn đấu đến năm 2050 trở thành tỉnh phát triển toàn diện, nhanh và bền vững, có nền kinh tế đa dạng và thịnh vượng. Trong năm bản lề của nhiệm kỳ 2020-2025, Ninh Thuận đã tổ chức thành công hội nghị đánh giá giữa nhiệm kỳ, thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 14, với 16 trên 19 chỉ tiêu chủ yếu trên các lĩnh vực ước đạt khá và có khả năng hoàn thành là kết quả rất đáng khích lệ và có ý nghĩa quan trọng, tạo cơ sở động lực cho Ninh Thuận phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 14 đề ra. Trên lĩnh vực kinh tế, dấu ấn nổi bật nhất trong năm 2023 đó là tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 9,4%. Tuy chưa đạt mức hai con số như kỳ vọng, nhưng Ninh Thuận vẫn xếp thứ 9 trên 63 tỉnh thành cả nước và đứng thứ 2 trên 14 các tỉnh vùng Bắc Trung Bộ và Duyên Hải miền Trung. Đây cũng là năm thứ 5 liên tiếp, Ninh Thuận đứng trong top 10 tỉnh có tốc độ tăng trưởng GRDP cao nhất cả nước, tạo sự bứt phá đi lên mạnh mẽ cho tỉnh. Một trong những sức bật mạnh mẽ góp phần quan trọng vào sự phát triển đến lĩnh vực du lịch. Cùng với nâng cao chất lượng dịch vụ, Ninh Thuận đã tổ chức hàng loạt hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch tại một số tỉnh, thành phố trong cả nước. Đặc biệt, lễ hội Nho Vang Ninh Thuận năm 2023 và đón nhận bằng công nhận của UNESCO ghi danh nghệ thuật làm gốm của người Chăm vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp, được tổ chức thành công, tạo hiệu ứng lan tỏa trong thu hút khách du lịch. Số lượng khách du lịch đến tỉnh tăng cao, đạt 2,9 triệu lượt khách, tăng 20,8% so với cùng kỳ và vượt 7,4% kế hoạch. Doanh thu từ hoạt động du lịch tăng 26,9% so với cùng kỳ. Khâu đột phá về năng lượng tái tạo tiếp tục phát huy hiệu quả, đóng góp lớn cho tăng trưởng. Với việc đẩy nhanh tiến độ các dự án năng lượng đang triển khai và hạ tầng truyền tải điện, Ninh Thuận đã đưa vào khai thác 485 MW dự án năng lượng chuyển tiếp, tạo năng lực mới tăng thêm 16,14% cho ngành công nghiệp năng lượng, đóng góp 2,59% GRDP. Với việc đẩy mạnh các hoạt động hợp tác, kết nối xúc tiến đầu tư và môi trường đầu tư kinh doanh không ngừng được cải thiện, Ninh Thuận đã thu hút một số dự án đầu tư thứ cấp trong các khu cụm công nghiệp, góp phần tạo năng lực mới tăng thêm cho công nghiệp chế biến chế tạo. Năm 2023 tiếp tục là một năm thắng lợi của ngành nông nghiệp với giá trị sản xuất toàn ngành đạt hơn 7.000 tỷ đồng, tăng 4,57% so với cùng kỳ. Thuận lợi về thời tiết, chủ động nguồn nước, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ,
chuyển đổi cây trồng hiệu quả và liên kết sản xuất đã giúp sản xuất nông nghiệp tăng cả về quy mô, năng suất và giá tiêu thụ, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho nông dân. Trong khó khăn, ngành nông nghiệp tiếp tục khẳng định vai trò là bệ đỡ của nền kinh tế. Thế mạnh về kinh tế biển tiếp tục được phát huy và có đóng góp xứng đáng cho nền kinh tế với tỷ trọng đóng góp vào GRDP đạt 41,85%. Sản lượng khai thác hải sản vượt kế hoạch đề ra. Sản xuất tôm giống tiếp tục duy trì thị trường tiêu thụ và tăng trưởng. Quy hoạch phân khu vùng sản xuất tôm giống chất lượng cao An Hải và Sơn Hải hoàn thành là điều kiện để Ninh Thuận phát huy lợi thế, tăng cường thu hút đầu tư và giữ vững thương hiệu trung tâm sản xuất tôm giống chất lượng cao của cả nước. Với vai trò là động lực dẫn dắt thúc đẩy tăng trưởng, việc giải ngân vốn đầu tư công đã được tỉnh tập trung chỉ đạo quyết liệt, nhất là phát động đợt thi đua cao điểm 90 ngày đêm giải ngân vốn đầu tư công năm 2023. Đến hết tháng 12 năm 2023, tỷ lệ giải ngân toàn tỉnh đạt sắp xỉ 80% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, cao hơn tỷ lệ giải ngân bình quân chung của cả nước và cùng kỳ năm 2022. Nhiều công trình dự án lớn, nhất là các công trình giao thông quan trọng như đường nối từ cao tốc Bắc Nam với quốc lộ 1 và cảng biển tổng hợp Cà Ná, tuyến đường nối từ thị trấn Tân Sơn, huyện Ninh Sơn đi ngã tư Tà Năng, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, tuyến đường Văn Lâm, Sơn Hải, dự án môi trường bền vững thành phố Phan Rang Tháp Chàm, v.v. cũng đang được tập trung đẩy nhanh tiến độ. Nhiều dự án đang trên đường về đích, tạo mạng lưới giao thông đồng bộ, thuận lợi, tạo đà cho sự phát triển trong tương lai. Một trong những sự kiện tạo dấu ấn đậm nét trong năm 2023, Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận được giao nhiệm vụ lập quy hoạch cảng hàng không Thành Sơn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Với việc chính phủ chấp thuận đưa sân bay Thành Sơn vào quy hoạch cảng hàng không toàn quốc để khai thác lưỡng dụng, đã mở ra cơ hội đẩy nhanh phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Với mục tiêu đón đầu sự phát triển, công tác chuyển đổi số được thúc đẩy mạnh mẽ và đạt được những kết quả bước đầu quan trọng. Trong đó, chỉ tiêu tỷ lệ tiếp nhận hồ sơ trực tuyến đạt 83,66%, vượt 13,66% so với chỉ tiêu kế hoạch năm 2023, tạo đột phá trong chính quyền số. Một trong những nét nổi bật trong năm 2023, Ninh Thuận tổ chức thành công cuộc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh với nhiều nội dung mới sát với tình hình thực tế địa phương. Đây là lần đầu tiên tỉnh tiến hành diễn tập phòng thủ dân sự với nội dung ứng phó sự cố mưa lũ, tràn vỡ hồ Lanh Sa, sự cố va đập cháy nổ tàu thuyền trong khu vực neo đậu tại cảng Ninh Chữ. Đối với nội dung thực binh bắn cạn thật, có nhiều thành phần tham gia diễn ra trên địa bàn rộng với quy mô lớn nhất từ trước đến nay, được quân khu 5 đánh giá đạt loại khá về chiến lược và đạt loại giỏi về kỹ thuật. Những điểm sáng đầy tự hào đã tạo nên bức tranh đầy màu sắc về một Ninh Thuận giàu khát vọng và ý chí vươn lên, đang chuyển mình đi lên cùng đất nước. Năm 2023, Ninh Thuận hoàn thành nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội quan trọng. Trong tình hình khó khăn thách thức nhiều hơn so với dự báo, Ninh Thuận vẫn nỗ lực đạt tốc độ tăng trưởng GRDP 9,4%, GRDP bình quân đầu người tăng lên 87,7 triệu đồng một người một năm, tăng hơn 10 triệu đồng so với năm 2022. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều theo chuẩn mới giảm 1,72%, đưa tỷ lệ hộ nghèo chung của tỉnh xuống còn 4,21%. Khép lại một năm đầy khó khăn, đồng thời mở ra một tương lai tươi sáng và rạng rỡ hơn. Với những thành quả đạt được, cùng tiềm lực, vị thế ngày càng được nâng cao của tỉnh, đặc biệt là tinh thần đoàn kết, ý chí quyết tâm, khát vọng phát triển đang lan tỏa mạnh mẽ, Ninh Thuận đang có được nền tảng vững chắc để tiến nhanh trên chặng đường phát triển mới, khẳng định vị thế ở khu vực và cả nước. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Sau đây là những thông tin về dự báo thời tiết.